Con chào nói. Trời ơi, nhớ ôi con dạ, hả? Dạ lần trước á. Ơi. Sao mạnh khỏe? Dạ cảm ơn nội. Về bên đây hồi nào? Dạ con ở đây nhưng mà con thay mặt nhà hảo tâm ở nước ngoài. Vậy hả? Dạ, rồi mình vô ngồi đi nội. Vô dạ, nội vô ngồi đi. Cảm ơn dạ. Con nhiều lắm nha. Ghé thăm nội lại lần hai là nội vui rồi phải không? Dạ. Dạ. Rồi nội tên gì nội? Nguyễn Thị Bảy. Dạ, ngoài nội 7 năm nay nhiêu tuổi rồi? 84 tuổi rồi. Dạ. À, quê mình đâu? Dạ nội? Tiền Giang. Dạ. Rồi từ đâu nữa biết tới bên dưỡng lão này? Dạ tôi coi báo cậu. Dạ. Coi báo rồi thấy chủ nhà dưỡng lão này là dạ. Cô Chính á. Dạ. Rồi chụp hình mặt báo rồi với tiền hình đó cậu. Dạ. Rồi tôi cầm tờ báo đi tìm tới đây ở. Trời ơi. Vậy là vậy, nội không có gia đình hả? Tôi là có gia đình nhưng dạ. Mà tôi bây giờ chỉ có một mình tôi thôi. Dạ. Bởi vì ông xã tôi là ông chết hồi tôi 2-3 tuổi. Dạ. Rồi tôi có một đứa con gái nó bị bệnh nhồi máu cơ tim đó cậu. Dạ. Thành ra con mình á. Trời ơi, vậy là bây giờ còn một mình nội thôi. Dạ, nhắc tới thì xúc động nội ha. Dạ. Rồi khi mà nội vô đây ở là bao lâu rồi? Dạ nay nữa 2 năm mấy rồi, gần 3 năm rồi. Dạ. Thường thường mà trong khoảng thời gian mà nội ở á, nội thấy có nhiều nhà hảo tâm ghé thăm không? Dạ có. Dạ. Dạ cũng mà, có. Mà thường xuyên lắm không nội? Dạ cũng lâu lâu vậy đó. Dạ, thường thường Tết người ta ghé nhiều không nội? Dạ cũng có. Dạ. Cũng có nhưng mà nó đi nó lại thời cuộc bây giờ khó khăn á cậu. Dạ. Thành ra cũng vắng vắng. Dạ, cũng ít người ghé hơn trước. Ít hả? Dạ, mà hồi trước thì đã vắng rồi mà bây giờ còn vắng hơn. Vậy dạ. Nè. Dạ. Vì thầy cũng khó khăn á. Dạ đúng rồi. Dạ. Mà con thấy nội xúc động lắm. Mà chắc có lẽ là do là nội quý những ai mà ghé thăm phải không? Dạ, dạ. Tội lắm chứ cậu. Dạ, bởi vậy tuổi già của mình thì không được gần gia đình con cháu. Mình ra cảm giác dạ. Nó cũng dạ. Dạ, xót xa nội dạ. Ha. Thì hôm nay thì chia sẻ với nội nha dạ. Con thay mặt một anh nhà hảo tâm ở Mỹ dạ. Có phần lì xì tặng dạ. Cho nội. Dạ. Của ít lòng nhiều. Dạ, dạ được. Dạ, dạ vậy là quý lắm cậu ơi. Dạ quý lắm. Chúc nội sức khỏe. Dạ. Dạ. Tôi cũng thành thật cảm ơn cậu. Dạ. Tôi cũng cầu chúc cho gia đình ba má cậu vạn sự bình an. Rồi cậu có gia đình phải không? Dạ đúng. Rồi dạ. Tôi cầu chúc cho cậu với dạ. Bà xã cậu trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn nội. Làm ăn cho phát đạt, gia đạo yên vui, gặp nhiều may mắn. Dạ, cậu dạ. Chúc hay quá. Thì con cũng hy vọng từ đây đến Tết nếu mà có nhà hảo tâm nào mà gửi tặng cho nội ngoại thì con ghé thăm nội ngoại tiếp. Dạ yeah. Yeah, nội duyên sức khỏe. Hôm nay em thay mặt tấm lòng của một anh nhà hảo tâm ẩn danh ở tại Mỹ thì anh ấy có gửi về cho em là 500 đô. Em đổi được vào chiều ngày hôm qua với tỷ giá là 2.460.000. Tỷ giá này cũng khá là cao phải không cô chú anh chị? Thì 500 đô em đổi được là 12.300.000. Đối với nguyện vọng của anh nhà hảo tâm ở bên Mỹ, anh ấy mong muốn là hỗ trợ cho những nội ngoại có thêm một cái niềm vui, có thể có một cái phần chi phí để cho nội ngoại có thể là dùng trong những cái sinh hoạt cá nhân của mình. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? Dạ 76 rồi. 76 rồi. Dạ quê... quá dạ. Ngoại ngoại hỏi tên gì ngoại? Nguyễn Thị Bền. Dạ, rồi quê ngoại ở đâu ngoại? Quê chánh thức là ở Cao Lãnh nè. Dạ. Rồi cha mẹ anh em chết hết trơn cái tôi mới lên ở với cháu ở thành phố. À. Ở cũng mười mấy năm rồi cái thăm nghe ở đây có dưỡng lão cái rồi xin xuống đây ở. Dạ. Dạ. Vậy là ngoại không có gia đình? Không có gia đình, dạ. Độc thân. Dạ, rồi cha mẹ mất hết rồi cha với mẹ cháu. Anh em mất hết trơn. Không dạ. Còn ai. Còn ngoại vô đây ngoại ở bao lâu rồi? Dạ được năm rồi. Được năm hả ngoại? Dạ. Theo ngoại thì số lượng mà khách mà viếng thăm dưỡng lão của mình thì nó đông không ngoại? Dạ cũng ít, không đông lắm. Dạ thí dụ thỉnh thoảng mới tới. Thỉnh thoảng thí dụ một tháng là được khoảng bao nhiêu đoàn ghé thăm ngoại? Có khi cũng không có nữa. Có khi cả tháng không có ai nữa. Dạ. Vậy là có ít khi... người biết quá. Dạ. Dạ. Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Dạ khỏe ra. Trời ơi chúc mừng ngoại. Dạ bảy mấy mà khỏe ra. Bữa nào tôi cũng xuống tiếp với dạ. Cô này. Bây giờ phụ gọt rau ha cô hả? Dạ dạ. Dạ. Gọt rau. Vậy là quá quý rồi được. Nấu cơm rồi ha. Dạ bị dạ. Khỏe. Dạ chúc không mừng ngoại. Không có rau ốm gì nhiều. Dạ. Dạ. Hôm nay thì con thay mặt một anh nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Dạ. Dạ thì anh ấy không muốn nói tên. Dạ. Thì cũng muốn tặng cho ngoại cái phần lì xì nho nhỏ. Dạ. Để cho ngoại có thể là muốn ăn gì đó thì mình mua ăn. Dạ. Hoặc là những cái sinh hoạt cá nhân như xà bông, kem đánh răng rồi thì đó, mình cũng có mua. Tiền. Dạ đúng dạ. Rồi, để dạ. Mua. Dạ. Thì anh nhà hảo tâm bên Mỹ tặng cho ngoại phần quà. Dạ, cảm ơn. Dạ.
Thường thường có nhà hảo tâm nào tặng cho mày phần quà như thế này không? Có mà ít chứ không có tới vậy. À có không có khi tới chừng trăm rồi à. Năm ba chục dạ chứ không có tới nhiều như vậy. À, dạ chúc mày sức khỏe. dạ dạ rồi con xin phép chào mày dạ, nha. Dạ cảm ơn cậu. Dạ quên cô đi. Dạ quan mấy tiền xanh của là tiền tôi. Tiền đưa cô hả? Rồi cô xé hay sao? Không sai không. Tiền xanh của tôi thôi chút để tiền... mày đi rồi là tay con bé hàng bé dạ đi. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 6 mấy tuổi. Dạ cô ở đâu lận? Ấp 1 xã Tân Kỳ. Cô tên gì? Tên Hà. Dạ cô Hà ha. Hà. Con nghĩ là cô này ghét không biết xài nè, tại vì cô biết trả lời đó. Không tại cô vậy đó, biết xài tiền á. Dạ. Còn bà này không biết nè. Dạ. Chút gửi mời dạ, luôn cô rồi. Được nè. Không, em đưa tiền cho tôi nè, tiền dạ. Xanh. Dạ rồi thôi thôi, rồi con gửi lại cho cô. Rồi hồi những ai mà mất cái khả năng kiểm soát á dạ. Thì con mới gửi cho cô 10 luôn ha. Dạ. Rồi hôm nay thì con cô vô đây lâu chưa? 26 năm. Trời ơi dữ vậy ha. Từng ngày từng cô, cô vô ra dạ. Từng ngày từng ngày là 26 năm. Dạ hơn 3 năm. Dạ. Dạ chắc là do cô có gia đình không? Bạn có bị bệnh đau kiểm soát được đó. Dạ. Rồi thôi con thay mặt một anh nhà hảo tâm ở Mỹ nha, tặng cho cô nghe. Dạ. Cô biết tờ này bao nhiêu không? 500 ngàn. Dạ rồi. Chúc cô sức khỏe nghe. Dạ. Dạ được. Dạ. Rồi bé này bị mồ rồi. Dê dê đứng dậy dê. Không khô rồi, không khô rồi, đứng dậy đi con. Dạ thôi thôi, chị ngồi đi. Chị nghe được không? Được, bình thường. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Quên trời. À, dạ, chị không thấy đụng hả chị? Dạ đúng rồi, bị mù luôn. Dạ, chị vô bao lâu rồi cô? Rồi em phải tiếp bé này. Dạ, là cô vô, chị vô bao lâu rồi? Dạ, gần 20 năm rồi. Dạ. Lúc trước có mẹ, mà mẹ mất á, cái ở đây cô nuôi luôn. Trời ơi, tới 20 năm rồi hả? Dạ. Dạ, ở lâu quá rồi. Dạ. Vậy thì bây giờ... Dạ, con trông con đi phải hả? Dạ, rồi, vậy gửi chị phải không? Dạ. Dạ, gửi chị rồi có gì chị nhờ cô mua nha. Mới về uống. À, mua cà phê uống ha. Đưa nó đây chút xíu, nè, tặng chị. Nè. Rồi, ở đó thấy kìa, mò vậy không nói được. Tôi cô ạ. Dạ. Ai chị đâu phải? Mình sẽ bơi dưới bắt cà. Dạ. Tỏ ngày này chị không đó. Chúc chị sức khỏe nghe. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú nhé. Dạ cô ạ. Dạ. Đó nó tán hàng nó vậy không. Cảm ơn chị. Rồi cũng ngoan. Dạ. Không khô à, bước xuống đây. Dạ, rồi con chào bà ngoại. Dạ ngoại vô phòng đi ngoại, con vô với ngoại. Dạ ngoại ngồi giường đi ha. Con ngồi ghế cho. Dạ. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? 76 rồi. Cho em miếng đèn cái chị. Cho em miếng đèn cái. Dạ. Dạ. Ngoại là họ tên gì ngoại? Nguyễn Thị Sáu. Dạ, ngoại Sáu ở đâu ngoại? Ở Thanh Mỹ á. Ở Thanh Mỹ là huyện nào ngoại? Cũng Đồng Tháp đây. À, cũng Tháp 10 luôn. Ừ. Dạ. Còn ngoại vô đây lâu chưa? Cũng 10 mấy năm rồi. Trời ơi, dữ vậy hả? Nhưng mà ở lâu dữ vậy nè. Hai cái tóc cho ngoại đẹp quá vậy ngoại. Không có thợ nè. Dạ. Tóc dài cái trong cái người ta xuống người ta hết. À, đi mình hết miễn phí cho mình luôn. À. Hết không có ăn tiền. Dạ, nhưng mà người ta một tháng xuống lần không cô? Dạ, mà cô có lưu số điện thoại á. À. Cái tóc dài, em thấy dài cái điện. À, dạ, điện con hiểu rồi. Người ta lại người ta dạ. Hết. Dạ, nó có gia đình không? Không. Từ đó tới giờ luôn không có gia đình. Ừ. Mà nó ở 10 mấy năm đây rồi. Nè. Dạ. Thì khoảng thời gian vừa qua thì có nhiều người ghé thăm nội không? Cũng có đây nè, thiếu gì đây nè. Cái dòng họ là không có đi thăm. À dạ. Người này người kia người nọ tới cũng như cậu vậy đó. Dạ. Thường thường người ta ghé người ta tặng nội gì nội? Thì tặng đủ thứ hết, tiền rồi bánh, dạ. Sữa. Dạ. Tặng nhiều nhất thì được nhiêu tiền nội? Có khi 500, 300, 400. Vậy cũng quý quá rồi. Ờ, dạ. Quý lắm, mười lắm. 500 nó hiếm là. Dạ từ, hiếm. Từ 500 rồi nó tới 200 trả lại. Dạ, ừ. Tại vì nhiều khi là nhiều nội ngoại đó. Dạ. Dạ, thành ra nhà hảo tâm ta chia ra. Dạ, đúng rồi. Dạ, dạ. Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào mày? Ngoại thì có, giờ bệnh dạ. Tim, phổi. Phổi như thế. Còn bao tử. Dạ, ngoại có đau nhức không? Rơi trời. Hai cái giò này nhức nè, tự giờ ngoại bắt. Rơi trời. Bây giờ thường thường độ tuổi này mình thích ăn gì ngoại? Đối với ngoại, ngoại thích ăn, ngoại thích uống gì? Thì người ta cho gì uống nấy, cho dạ. Gì ăn nấy. Thì chứ không có thích gì hết trơn không ạ? Ừ. Ở dạ. Đây em nấu em cũng thay đổi những món ăn á. À. Ăn uống cô mua qua cũng thay đổi. Dạ. Dạ. Đổi nên dạ. Với cô ăn uống lớn tuổi cũng dễ ăn uống lắm. Dạ. Em làm, em canh thời gian á. Rồi sao ra chị cũng cực lắm mà một dạ. Mình chị mà lo hết dưỡng em, lão em, ha. Em, nấu em ăn. Canh, em canh cái thời gian á, vô cái chút xíu nữa là chia. À. Vừa xong là chút là chia. Dạ, để cho nóng ha. À. Nóng thì dễ ăn. Dạ. Hôm nay thì con thay mặt một anh nhà hảo tâm ở tại Mỹ, con phần lì xì tặng cho ngoại, cô ít lòng nhiều.
Tôi cũng cảm ơn dữ. Chúc ngoại sức khỏe. Nha. Dạ. Rồi sao sao dạ. Chúc lại chú đi. Dạ. Sao chúc lại chú đi. Biết chúc gì giờ. Dạ, thôi vậy được rồi. Thôi con để em dạ. Thay mặt quý cụ có dạ. Lời cảm ơn chú. Dạ. Chúc chú dồi dào sức khỏe. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Chú ở nước ngoài dạ. Được dồi dào sức khỏe. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ mình còn phòng nào bên nữ không ạ? Dạ, dạ còn rồi. Dạ nữ qua nam nha. Rồi con chào cảm ngoại nha. Nhiều nha cậu. Hy vọng gặp ngoại sớm trong cái khoảng thời gian sưng sắp tới. Dạ sắp tới rồi đó ngoại. Dạ. Rồi. Phòng nào cũng giống giống nha. Dạ. Dạ ba nam ha. Dạ. Thôi con chào nội nha. Dạ. Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2023. Hiện tại bây giờ em đang ở tại ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì em tiếp tục quay lại một cái nơi mà đang nuôi dưỡng các nội ngoại lớn tuổi mà không nơi nương tựa. Thì ngày hôm nay em thay mặt tấm lòng của một anh nhà hảo tâm ẩn danh ở tại Mỹ, thì anh ấy có gửi về cho em là 500 đô em đổi được vào chiều ngày hôm qua với tỷ giá là 2.460.000. Tỷ giá này cũng khá là cao phải không cô chú anh chị? Thì 500 đô em đổi được là 12.300.000. Đối với nguyện vọng của anh nhà hảo tâm ở bên Mỹ, anh ấy mong muốn là hỗ trợ cho những nội ngoại có thêm một cái niềm vui, có thể có một cái phần chi phí để cho nội ngoại có thể là dùng trong những cái sinh hoạt cá nhân của mình. Thì ngoài ra thì còn dư bao nhiêu thì anh ấy sẽ gửi đến cho người mà đang nuôi dưỡng nội ngoại ở tại đây. Thì bây giờ thì cô chú anh chị xem đây giúp em. Nếu mà cô chú anh chị đã từng mà xem những video, chắc khoảng em nhớ đâu đó khoảng chắc một 10 ngày trước hay nửa tháng trước gì đó, thì em có quay một cái nơi dưỡng lão ở ngay chỗ này. Ở đây gọi là cái trung tâm bảo trợ xã hội nha cô chú anh chị. Thì đâu đó là đang nuôi dưỡng hình như là trên dưới 20 nội ngoại thì phải. Thì lần trước em cũng có thay mặt một cô nhà hảo tâm đến đây để gửi là 10 triệu. Thì lần này thì em mang theo tấm lòng của anh nhà hảo tâm là 12.300.000. Thì ngày hôm nay như thế này, đối với số tiền 12.300.000 của nhà hảo tâm thì em sẽ gửi đến cho nội ngoại mỗi hoàn cảnh của mình là 500.000. Nó là một cái số tiền là em nghĩ là nội ngoại chắc sẽ rất là mừng và vui đây. Tại vì 500.000 thì nó rất là lớn, mà thêm cái nữa là nội ngoại ở đây là lớn tuổi chứ không có lao động á, thành ra là không có chi phí sinh hoạt các cô chú anh chị, mà thành ra là cũng không có cái số tiền mà để lo cho bản thân của mình. Mà được một cái mà nhà tâm quan tâm yêu thương như thế này thì coi như là em nghĩ là nội ngoại sẽ rất là vui luôn. Rồi bây giờ thì em sẽ mời cô chú anh chị cùng vào nha. Đây là cầu Cái Bèo. Cái chỗ mà em vô đây là trung tâm văn hóa là học tập cộng đồng xã Mỹ Quý, là cơ sở bảo trợ xã hội Hưng Phước Thành. Dạ, cầu Cái Bèo ở đây. Ở đây là ấp Mỹ Phước 1, xã Mỹ Quý, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Đây em đi bộ vô một chút xíu thì khoảng 100m thì sẽ tới chỗ nội ngoại. Bây giờ cô chú anh chị đợi em chút xíu nha, để em vô tới chồng rồi em mới quay chia sẻ với cô chú anh chị được. Tại đây thì có một cái chỗ là cơ quan công an cũng như là bên bộ đội á, thành ra là em phải vô trong em mới quay chia sẻ tiếp nha. Cô chú anh chị đợi em chút xíu. Đây là bên trong nè cô chú anh chị. Thì bữa em đi cái đường này em vô nè. Đó, thì cái chỗ này là cái cổng bên hông. Rồi bên đây em vô phần cổng bên đây. Rồi con chào cô Chín, cô 10, 11, 12. Dạ. Dạ hôm nay con quay trở lại đây để thăm các nội ngoại. Dạ.
Dạ con mới tới. Tôi mới nghe nói lâu rồi mà mới ghé đây là đầu tiên. Dạ. Vậy là cô cũng ghé thăm ha. À, cô con muốn đi thăm từng phòng nội ngoại á. Dạ được rồi. Dạ. Dạ đi. Ủa, bác cũng theo nữa hả? Dạ. Dạ. Ơi, con chào nội ngoại nghe. Dạ, chú Hạ Bình Vĩnh Long á. Dạ. À, kỳ đó chú có lại á. Trời, nội ngoại nhớ con không? Lại lần trước á cô. Dạ rồi. Dạ, nhớ rồi. Dạ rồi, thôi bữa nay thì gặp nội ngoại thì nay hỏi thăm kỹ hơn chút xíu nghe. Dạ. Dạ, vậy là chỗ giường của ngoại là đâu? Đây nè. Trong đây ha. Dạ. Dạ. Cô mới tới hả? Cô mới tới luôn. Dạ, đây là chỗ sinh hoạt của ngoại. Dạ, coi ngoại vô đây ngồi đi ngoại. Dạ. Dạ. Vô đây chút chú phải nhìn hai đó. Dạ. Đúng rồi, cho con miếng đèn. Dạ. Dạ đây. Rồi. Đây nhà vệ sinh của ngoại đây luôn ha. Dạ rồi. Rồi, con chào ngoại. Dạ. Dạ, ngoại tên gì? Nguyễn Thị B. Dạ, ngoại B năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? 79 tuổi cậu. Trời ơi, quê ngoại đâu ngoại? Quê ở Cao Lãnh. Ở Cao Lãnh. Nhà nhỏ em với tôi thì ở bên Mương Điều, đang ở bên Sa Đéc á. Dạ. Ở nhà nhỏ em. Dạ. Rồi ngoại xuống đây bao lâu rồi? Xuống gần năm rồi cậu. Dạ. Rồi từ đâu ngoại biết tới chỗ này mà ngoại có anh ta chỉ ở? Mới biết cậu. À, rồi ngoại xin vô ở. Dạ. Là ở gần mình không? Không nhà, không cửa, giờ mình phải giống vô đây sống. Dạ, ngoại không có gia đình hả? Không có gia đình, không con cái gì hết. Dạ. Con mình nè. Dạ, là coi như là cha mẹ mất rồi. Dạ, mất hết. Dạ. Rồi, còn anh em không à? Dạ, rồi mình mới xin vô đây. Dạ, anh em cũng đâu có ai mà lo cho mình đâu cậu ơi. Dạ. Mà ở đây thường thường một năm thì có nhiều khách ghé thăm không nội? Tôi mới lại đây chưa có đủ năm mà không biết nên hỏi mấy bà ở lâu á. Vậy là cũng ít lắm hả cô hả? Dạ. Thí dụ như một tháng thì được khoảng 2-3 đòn gì không cô? Có khi tháng có, tháng không. Dạ, có tháng không có người nào ghé luôn. Dạ, dạ. Có tháng không có khi tháng ghé 2-3 chỗ. Dạ. Mà thường thường nhà hảo tâm ghé là tặng cho nội gì? Thì cho bánh trái, cho mùng chiếu ngủ nè. À dạ. Dạ. Hôm nay thì con chia sẻ với nội nha. Dạ. Con thay mặt một anh nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Dạ. Nhà hảo tâm này thì khác với nhà hảo tâm lần trước con ghé. Dạ. Dạ, lần trước là cô nhà hảo tâm. Dạ. Thì anh nhà hảo tâm có phần lì xì tặng cho nội. Dạ. Dạ. Của ít làm nhiều. Dạ. Chúc nội sức khỏe. Dạ dạ. Cảm ơn cậu nha. Dạ. 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 Ở đây thì nhờ các cậu vậy đó mới có tiền mua thuốc đủ. Dạ đúng rồi. Dạ. À. Cái gia đình thì em út cũng nghèo. Dạ. Dạ. Nó biết nay nhận nhận được nhiêu không? 500. Dạ. Biết. Dạ, theo nội số tiền này như thế nào? Dạ, thì để dành mua thuốc uống. Dạ. Có chúc... ăn gì thì gửi ở đây người ta đi với đồ giò cẳng tôi đi không có được. Dạ. Rồi thôi chúc nội dành sức khỏe nha. Cảm ơn cậu nhiều nha. Rồi con xin phép. Dạ. Chào nội. Dạ dạ. 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 Dạ, rồi con chào ngoại. Ngoại ở phòng nào ngoại? Phòng đằng kia. Dạ, ngoại vô phòng đi ngoại. Dạ. Cô này nấu ăn chung với em, cô tiếp em đó, cô phụ em đó. Dạ. Dạ. Cô lớn tuổi với cô gọt sắt rồi, cô cũng trời, giỏi lắm. Trời ơi, vậy đó hả? Dạ. Dạ, con... Thôi mình kéo màn đi ra dạ. Chú. Con chị là ở phòng nào? Dạ. Chị ở phòng nào? Dạ, ở phía bên kia. Ở phía kia bên kia ha. Dạ. Dạ. Là chị là chị nấu ăn đó ha. Dạ, phụ trách nấu ăn, ở đây chung với thằng bé. Dạ, ở đây mình có đèn không chị? Dạ có, bỏ đèn đi cô. Dạ. Rồi con chào ngoại. Rồi rồi ngoại ngồi thoải mái ha. Dạ. Dạ chỗ này chỗ ở ngoại đây ha. Dạ. Dạ cũng giống như phòng bên cô kia lên thôi. Cô tuổi cô làm rất tương đắc luôn ha. Dạ. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? Dạ 76 rồi. 76 rồi. Dạ quá dạ. Mà ngoại họ tên gì ngoại? Nguyễn Thị Bền. Dạ. Rồi quê ngoại đâu ngoại? Quê chánh thức là ở Cao Lãnh nè. Dạ. Rồi cha mẹ anh em chết hết trơn cái tôi mới lên ở với cháu ở thành phố. À. Ở cũng mười mấy năm rồi cái thăm nghe ở đây có dưỡng lão cái tôi xin xuống đây ở. Dạ. Dạ. Vậy là ngoại không có gia đình? Không có gia đình. Dạ. Độc thân. Dạ. Rồi cha mẹ mất hết rồi với cháu. Cha mẹ anh em mất hết trơn. Không dạ. Còn ai. Còn ngoại vô đây ngoại ở bao lâu rồi? Dạ được năm rồi. Được năm hả ngoại? Dạ. Theo ngoại thì số lượng mà khách mà viếng thăm dưỡng lão của mình thì nó đông không ngoại? Dạ cũng ít, không đông lắm. Dạ thí dụ thỉnh thoảng mới tới. Thỉnh thoảng, thí dụ một tháng là được khoảng bao nhiêu đòn ghé thăm ngoại? Có khi cũng không có nữa. Có khi cả tháng không có ai nữa. Dạ. Vậy là có ít khi... người biết quá. Dạ. Dạ. Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Dạ khỏe ra. Trời ơi chúc mừng ngoại. Dạ bảy mấy mà khỏe ra. Bữa nào tôi cũng xuống tiếp với dạ. Cô này. Bây giờ là phụ gọt rau ha cô hả? Dạ dạ. Gọt rau. Vậy là quá quý rồi, được. Nấu cơm rồi ha. Dạ, bị dạ. Khỏe.
Dạ, chúc không mừng. Không có đau ốm gì nhiều. Dạ. Hôm nay thì con thay mặt một anh nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Dạ. Dạ, thì anh ấy không muốn nói tên. Dạ. Thì cũng muốn tặng cho ngoại cái phần lì xì nho nhỏ. Dạ. Để cho ngoại có thể là muốn ăn gì đó thì mình mua ăn. Dạ. Hoặc là những cái sinh hoạt cá nhân như xà bông, kem đánh răng rồi thì đó, mình cũng có mua. Tiền. Dạ đúng dạ. rồi, để dạ. mua. Dạ. Thì anh nhà hảo tâm bên Mỹ tặng cho ngoại phần quà. Dạ, cảm ơn. Dạ. Thường thường có nhà hảo tâm nào tặng cho ngoại phần quà như thế này không? Có mà ít chứ không có tới vậy. À không có tới. Có khi chừng trăm rồi năm ba chục. Dạ. Chứ không có tới nhiều như vậy. Dạ. Chúc ngoại sức khỏe. Dạ. Dạ. Rồi con xin phép chào ngoại dạ, nha. Dạ cảm ơn cậu. Dạ. 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 Vậy là tới hoàn cảnh tiếp theo. Dạ. 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 Dạ không có chú này đi riêng. Dạ riêng. Dạ chú với cô thì riêng. Dạ. Rồi con chào, con chào nói. Trời ơi nhớ con hả? Dạ lần trước á. Ôi. Sao mạnh khỏe? Dạ cảm ơn nội. Về bên đây rồi nào? Dạ con ở đây nhưng mà con thay mặt nhà hảo tâm ở nước ngoài. Vậy hả? Dạ rồi mình vô ngồi đi nội. Vô, dạ nội vô ngồi đi. Cảm ơn dạ. con nhiều lắm nha. Ghé thăm nội lại lần hai là nội vui phải không? Dạ. Dạ. Rồi nội tên gì nội? Nguyễn Thị Bảy. Dạ ngoài nội bảy năm nay nhiêu tuổi rồi? 84 tuổi rồi. Dạ. À, quê mình đâu? Dạ nội. Tiền Giang. Dạ. Rồi từ đâu nữa biết tới bên dưỡng lão này? Dạ tôi coi báo cậu. Dạ. Coi báo rồi thấy chủ nhà dưỡng lão này là dạ. cô Chính á. Dạ. Rồi chụp hình mặt báo rồi với tiền hình đó cậu. Dạ. Rồi tôi cầm tờ báo đi tìm tới đây ở. Trời ơi. Vậy là vậy, nội không có gia đình hả? Tôi là có gia đình nhưng dạ. mà tôi bây giờ chỉ có một mình tôi thôi. Dạ. Bởi vì ông xã tôi là ông chết hồi tôi 2-3 tuổi. Dạ. Rồi tôi có một đứa con gái nó bị bệnh nhồi máu cơ tim đó cậu. Dạ. Thành ra con mình á. Trời ơi, vậy là bây giờ còn một mình nội thôi. Dạ, nhắc tới thì xúc động nội ha. Dạ. Rồi khi mà nội vô đây ở là bao lâu rồi? Dạ nay nữa 2 năm mấy rồi, gần 3 năm rồi. Dạ. Thường thường mà trong khoảng thời gian mà nội ở á, nội thấy có nhiều nhà hảo tâm ghé thăm không? Dạ có. Dạ. Dạ cũng mà, có. Mà thường xuyên lắm không nội? Dạ cũng lâu lâu vậy đó. Dạ, thường thường Tết người ta ghé nhiều không nội? Dạ cũng có. Dạ. Cũng có nhưng mà nó đi nó lại thời cuộc bây giờ khó khăn á cậu. Dạ. Thành ra cũng vắng vắng. Dạ, cũng ít người ghé hơn trước. Ít hả? Dạ, mà hồi trước thì đã vắng rồi mà bây giờ còn vắng hơn. Vậy dạ. Dạ. Vì thầy cũng khó khăn. Dạ đúng rồi. Dạ. Mà con thấy nội xúc động lắm. Mà chắc có lẽ là do là nội quý những ai mà ghé thăm phải không? Dạ, dạ. Tội lắm chứ cậu. Dạ, bởi vậy tuổi già của mình thì không được gần gia đình con cháu. Thành ra cảm dạ. giác nó cũng dạ. dạ, xót xa nội dạ. ha. Thì hôm nay thì chia sẻ với nội nha dạ. Con thay mặt một anh nhà hảo tâm ở Mỹ dạ. có phần lì xì tặng dạ. cho nội. Dạ. Của ít lòng nhiều. Dạ, dạ được. Dạ, dạ vậy là quý lắm cậu ơi. Dạ quý lắm. Chúc nội sức khỏe. Dạ. Dạ. Tôi cũng thành thật cảm ơn cậu. Dạ. Tôi cũng cầu chúc cho gia đình ba má cậu vạn sự bình an. Rồi cậu có gia đình phải không? Dạ đúng. Rồi dạ. tôi cầu chúc cho cậu với dạ. bà xã cậu trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn nội. Làm ăn cho phát đạt, gia đạo yên vui, gặp nhiều may mắn. Dạ, cậu dạ. chúc hay quá. Thì dạ. con cũng hy vọng từ đây đến Tết nếu mà có nhà hảo tâm nào mà gửi tặng cho nội ngoại thì con ghé thăm nội ngoại tiếp. Dạ. Dạ, nội duyên sức khỏe. Dạ, rồi vậy nào ha. Cậu được mấy người con? Dạ, con hai bé gái. Rồi đi học thi đại học gì? À, dạ chưa, đi làm chưa? Đứa mới lớp 8 với đứa lớp 6 rồi nội. Vậy hả? Dạ, thôi còn cài gắn, gắn nuôi nữa đi. Tặng cho nó lớn nó dạ. cho con ngày nó. Dạ. Vậy đi. Cảm ơn nội. À, ha. Dạ, vậy đó. Nội duyên dạ. sức khỏe nha. Dạ, 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 dạ. Cảm ơn cậu nhiều. Hai dạ. cô phía bên đây là bị bệnh tâm thần. Dạ. Làm chủ được bệnh hai dạ. mình phải chăm sóc á. Dạ. Nên giờ đưa tiền cô là cô chỉ nhận thôi chứ dạ. cô không biết gì. Vậy thôi, hồi con gửi, em gửi, con gửi cô Chính luôn. Dạ đúng nha. Rồi, gửi cô Chính luôn. Rồi quay cô. À cô Mười ha. Tiền xanh của tao quay quay tiền cô đi. Rồi dạ dạ qua mấy. Tiền xanh của tao. Ờ là tiền tiền đưa cô hả? Ờ. Rồi cô xé là sao? Không, xài tiền xanh của tao. Thôi chút gửi rồi. Rồi là tiền con bé nè. Dạ, cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Sáu mấy tuổi. Dạ cô ở đâu lận? Ờ, ấp 1 xã Tân Kỳ. Cô tên gì? Tên Hà. Dạ cô Hà ha. Hà. Con nghĩ là cô này ghét không biết xài nè, tại vì cô biết trả lời đó. Sao tại cô vậy đó, biết xài tiền á. Dạ. Còn bà này không biết nè. Dạ.
chút để mời. Dạ, đúng rồi. Không, em đưa tiền cho tôi là tiền dạ. Sao? Dạ rồi, thôi thôi, rồi con gửi tặng cho cô. Rồi hồi những ai mà mất cái khả năng kiểm soát á, dạ, thì con mới gửi cho cô 10 luôn ha. Dạ. Rồi hôm nay thì con, cô vô đây lâu chưa? À, 26 năm. Trời ơi, dữ vậy ha. Từng ngày, từng ngày. Cô vô ra dạ. Từng ngày là 26 năm. Dạ, hơn 3 năm. Dạ. Dạ, dạ, chắc là do. Cô có gia đình không? Phần có bị bệnh chậm đâu kiểm soát được đó. Dạ. Rồi thôi, con thay mặt một anh nhà hảo tâm ở Mỹ xin nha, tặng cho cô nghe. Yeah. Cô biết tài này bao nhiêu không? 500 ngàn. Rồi, chúc cô sức khỏe nghe. Dạ, dạ được. Dạ. Rồi bé này bị mồ rồi. Dê, dê, đứng dậy dê. Không khô rồi, không khô rồi, đứng dậy đi. Dạ thôi, thôi, chị ngồi đi. Chị nghe được không? Được, bình thường. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Quên cả. À, dạ, chị không thấy được không hả? Dạ, đúng rồi, bị mù luôn. Dạ, chị vô bao lâu rồi cô? Là em phải tiếp bé này. Dạ, là cô vô, chị vô bao lâu rồi? Dạ, gần 20 năm rồi. Dạ. Lúc trước có mẹ, mà mẹ mất á, cái ở đây cô nuôi luôn. Trời ơi, gần tới 20 năm rồi hả? Dạ. Dạ, lâu quá rồi. Dạ. Vậy thì bây giờ... Dạ, con cơm cô đi với hả? Dạ, rồi, vậy gửi chị phải không? Dạ. Dạ, gửi chị rồi có gì chị nhờ cô mua nha. À, mua cà phê uống ha. Đưa nó đi chút xíu nè, tặng chị cho mời. Nè. Rồi, ở đó thấy chưa? Mời vậy không nói được. Tôi cô ạ. Dạ. Ai đi đâu phải? Mời chị mời chị bác ạ. Dạ. Tối ngày rồi, chúc chị sức khỏe nghe. Dạ. Rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Dạ. Tối ngày nó vậy không? Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn. Không khô à, bước xuống đây. Dạ, rồi con chào bà ngoại. Dạ ngoại vô phòng đi ngoại, con vô với ngoại. Dạ ngoại ngồi giường đi ha. Con ngồi ghế cho. Dạ. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? 76 rồi. Cho em miếng đèn cái chị. Cho em miếng đèn cái. Dạ. Dạ. Ngoại là họ tên gì ngoại? Nguyễn Thị Sáu. Dạ. Ngoại Sáu ở đâu ngoại? Ở Thanh Mỹ á. Ở Thanh Mỹ là huyện nào ngoại? Cũng Đồng Tháp đây. À, cũng Tháp 10 luôn. Ừ. Dạ. Còn ngoại vô đây lâu chưa? Cũng mười mấy năm rồi. Trời ơi, dữ vậy hả? Ừ. Nhưng mà ở lâu dữ vậy nè. Hai cái tóc cho ngoại đẹp quá vậy ngoại. Không có thợ nè. Dạ. Tóc dài cái trong cái người ta xuống người ta hết. Ta đi mình hết miễn phí cho mình luôn. À. Nó không có ăn tiền. Dạ, nhưng mà người ta có một tháng xuống lần không cô? Dạ, mà cô có lưu số điện thoại á. À. Cái tóc dài em thấy dài cái điện. À dạ, điện con hiểu rồi. Người ta lại người ta hết. Dạ, nó có gia đình không? Không. Từ đó tới giờ luôn không có gia đình. Ừ. Mà nó ở mười mấy năm đây rồi. Nè. Dạ. Thì khoảng thời gian vừa qua thì có nhiều người ghé thăm nội không? Cũng có đây nè, thiếu gì đây nè, cái dòng họ là không có đi thăm. À dạ. Người này người kia người nọ tới cũng như cậu vậy đó. Dạ. Thường thường người ta ghé người ta tặng nổi gì nổi? Thì tặng đủ thứ hết, tiền rồi bánh, dạ, sữa. Dạ. Tặng nhiều nhất thì được nhiêu tiền nổi? Có khi 500, 300, 400. Vậy cũng quý quá rồi. Ờ, dạ. Quý lắm, 500 nó hiếm lắm. Dạ, từ hiếm. Từ 500 tới 200 trả lại. Dạ, ừ. Tại vì nhiều khi là nhiều nội ngoại đó. Dạ, thành ra nhà hảo tâm ta chia ra. Dạ, đúng dạ. Rồi. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Ngoại thì có, giờ bệnh dạ, tim, tim, phổi, phổi còn bao tử. Dạ, ngoại có đau nhất không? Rơi trời. Hai cái giò này nhất nè, tự giờ ngoại bắt rơi rơi trời. Bây giờ thường thường độ tuổi này mình thích ăn gì ngoại? Đối với ngoại, ngoại thích ăn, ngoại thích uống gì? Thì người ta cho gì uống nấy, cho dạ, gì ăn nấy. Thì chứ không có thích gì hết trơn không ạ? Ừ. Ở dạ, đây em nấu em cũng thay đổi những món ăn á. À. Ăn uống cô mua qua cũng thay đổi. Dạ. Thay đổi nên dạ, với cô ăn uống lớn tuổi cũng dễ ăn uống lắm. Dạ. Em làm, em canh thời gian á. Thì sao ra chị cũng cực lắm mà, một dạ, mình chị mà lo hết dưỡng lão ha. Nấu ăn á. Em canh cái thời gian á, vô cái chút xíu nữa là chia. À. Vừa xong là chút là chia. Dạ, để cho nóng ha. À. Nóng thì dễ ăn. Dạ. Hôm nay thì con thay mặt một anh nhà hảo tâm ở tại Mỹ, con phần lì xì tặng cho ngoại, của ít lòng nhiều. Tôi cũng cảm ơn dữ. Chúc ngoại sức khỏe. Nha. Dạ. Rồi sáu dạ, chúc lại chú đi. Dạ. Sáu chúc lại chú đi. Biết chúc gì vậy? Dạ, thôi vậy dạ, được rồi. Thôi con để em dạ, thay mặt quý cụ dạ, nói lời cảm ơn chú. Dạ. Chúc chú dồi dào sức khỏe. Dạ. Rồi cảm ơn, cô. Chú ở nước ngoài. Dạ. Được dồi dào sức khỏe. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ mình còn phòng nào bên nữ không ạ? Dạ. Dạ còn hả? Dạ nữ qua nam nha. Rồi con chào cảm ngoại nha, nhân cậu. Hy vọng gặp ngoại sớm trong cái khoảng thời gian xuân sắp tới. Dạ, sắp tới rồi đó ngoại. Dạ, rồi. Phòng nào cũng giống giống nha. Dạ, dạ ba nam ha. Dạ, thôi con chào nội nha. Dạ. Rồi rồi, chút xíu cô ơi. Chị quay, chị xe chú dựng đâu vậy? Dạ, chiếc xe con đậu ở quán cà phê. Dạ, hình ra ngoại yên tâm. Dạ, sợ mưa hả? Phải
Ủa sao mất nè? Ủa ở đây nó ngay công an mà sao mất? Dạ. Chú Châu ơi. Quý chú ơi, em chạy xuống kia chú Châu phát. Quý chú ơi, mình rước ở phía ngoài cho chú quay phim nè. Dạ. À, mình dạ. À, dạ mình ở phòng nào thì em vô phòng đó. Dạ. Vô luôn hả? Dạ vô luôn cho nó dễ. Rồi, dạ. Đây. Chú Quang ơi, có chú bình đây phim chú. Dạ. Thôi chú Quang ngồi ghế đây chú Quang. Dạ dạ bác ngồi đó đi. À bác bị tai biến hả bác? Ừ, tai biến. Dạ, đây là phòng của bác đây ha. Dạ. Dạ. Con xem tí nha. Dạ. Ngăn nắp lắm. Dạ, cũng sạch sẽ lắm. Rồi con chào bác. Dạ. Dạ xích qua đây nè bác xích lên đây bác. Dạ. Bác xích được không? Được. Dạ được ha. Thì tao phải vô rồi bình thường à. À dạ. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? 76 tuổi. Thôi thì thôi kêu bằng ông ngoại nha. Rồi, ông ngoại ơi, 76 tuổi. Dạ. Ông ngoại họ tên gì? Tên Nguyễn Văn Quang. Nguyễn Văn Quang. Dạ. Dạ. Ông ngoại quê đâu ông ngoại? Quê ở xã Tân Thân Tây, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Đây. Rồi ông ngoại mình có gia đình không? Có gia đình mà vợ chứ mất rồi, còn hai đứa con để ở trên tỉnh nó có chồng rồi. Dạ. Rồi nó ở tỉnh rồi lâu lâu nó về nó cho tiền làm gì á. À, vậy là ông ngoại vô đây bao lâu rồi? 4 năm rồi. 4 năm rồi. Dạ. Ừ. Rồi ông ngoại bị tai biến khi nào? Tai biến là 4 năm luôn á. À, vậy là bị là mình xin vô đây luôn. Ờ. Vậy là ông ngoại bị bên phải hả? Ờ, bên phải tay này rồi. Đi chân phải luôn. Ừ. Dạ. Rồi 4 năm qua thì ông ngoại ở đây thì ông ngoại cảm giác như thế nào? Cái sung sướng, khỏe mạnh. Dạ, vừa vui vẻ đó ha. Dạ. Dạ, sức khỏe bây giờ ông ngoại thì nó có đỡ hơn được phần nào không? Đó cũng tầm thường vậy, bình thường vậy hả? À, cũng bình thường vậy ha. Dạ. Rồi con gái mình có ghé thăm không ông ngoại? Có, lâu lâu Tết này nó vô lên à. À dạ, cứ Tết ghé thăm lần. Ừ, Tết dạ. Hai đứa nó đi. Dạ. Dạ rồi, con hiểu rồi. Bây giờ sức khỏe ông ngoại thì cũng bình thường. Dạ. Dạ, chỉ có bây giờ là cử động tay phải với chân phải thì nó hơi khó khăn. Dạ rồi. Dạ. Hôm nay thì con thay mặt một anh nhà hảo tâm ở Mỹ. Dạ. Có cái phần quà nho nhỏ tặng cho ông ngoại nha. Dạ. Chúc ông ngoại sức khỏe. Dạ. Và thích gì ăn đó. À. Dạ. Dạ. Bữa nay nhận được phần quà này ông ngoại cảm giác sao? Sung sướng lắm. Dạ vui ha. Lắm. Dạ. Dạ mừng ha. Dạ. Rồi thôi con xin phép chào ông ngoại nha. Dạ. 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 Ông nội ở đâu ông nội? Dạ. Rồi thôi hỏi bác này đi ha. Dạ, rồi dạ, con dạ. Chào bác. À, chỗ ở của bác này ha. Em đi còn nhỏ chú ơi. Con mới 35 mà bác nhiêu? 60 rồi. Trời ơi 60 mà con kêu bằng em sao được. Dạ, chú cũng được. Chú đó. Đi ha. Dạ. Dạ, chú 60 hả chú? Dạ. Dạ, chú họ tên gì? Đỗ Thái Ngọc. À, chú Ngọc năm nay nhiêu tuổi chú Ngọc? Nè 60 rồi. À, quê mình đâu chú Ngọc? Ở Cầu Lãnh nè. À, rồi bây giờ hiện tại sức khỏe chú như thế nào? Thì nó cũng có bảo hiểm mà có thuốc thì nó đỡ lắm, nó uống vô đỡ, nó không có nhức. Dạ. Mà chú bệnh là bình thường hay là chú bị tai biến? Tai biến bên tay này với bên này, giọt à. Đá chân trái. À, vậy là chú bị bên trái. Dạ. À, chú bị bao năm rồi? Sáu bảy năm rồi. Dạ. Bây giờ thì sức khỏe của chú như thế nào? Thì nó có ăn uống cũng được đầy đủ lắm mà nằm đây cũng sung sướng lắm mà. Dạ. Có cái mà cái hảo tâm của cô Mười đó là con giúp vô để ở cũng ngon lành lắm. À. Mà chú thì có gia đình không? Có gia đình mà được đứa cháu ở bên Long An ở với mẹ nó. À, là con chú ở với mẹ. Dạ. Dạ, rồi mỗi năm thì bình thường thì gia đình mình có ghé thăm chú không? Không chú ơi, bị nó xa qua mẹ con không đi không có được. Dạ, chú có nhớ gia đình không? Cũng nhớ lâu điện nó hoài à. À, có nghĩa là chú điện thoại hỏi thăm ha. Dạ. Mà điện thoại thấy hình không? Thấy. À, dạ. Nhiều khi nó kêu bắt máy, nó không kêu bắt máy, nó làm biến gọi bị nó đi làm mà cho người ta. Dạ. Dạ, con hiểu rồi. Dạ. Chú vô đây bao lâu rồi? Nay là 5-6 năm rồi. Dạ. Đâu, chị cũng lâu rồi đó. Dạ. Chú thấy cuộc sống ở đây như thế nào? Nó cũng khỏe. Dạ. Ăn uống đầy đủ. Dạ. Được cái là được cô chín cô mười lo hết rồi ha. Dạ. Dạ rồi. Hôm nay thì chia sẻ với chú ha. Dạ. Hôm nay con thay mặt một anh nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Dạ. Có phần lì xì tặng cho chú. Dạ. Cú ít lòng nhiều. Dạ. Chúc chú sức khỏe. Con cảm ơn chú. Dạ. Rồi. Chú biết tặng này nhiêu không? 500. Dạ. Theo chú thì nó có giá trị gì với chú không?
cái tiền này để khi nào mình có bệnh hoạn rồi kia đó mình mua thuốc uống này kia hoặc đi khám bệnh. Dạ đúng rồi, rất là quý luôn. Dạ. Thôi con chào chú nha. Dạ dạ. Dạ. Chú giữ gìn sức khỏe. Dạ. Chú hai kìa. Ngồi ra hết rồi nè. Dạ dạ, mà đang hết luôn rồi quay đi. Hoàng ơi, biết chú về đặng mưa tới. À, dạ được. Con mấy người gì lắm à? Dạ dạ được, không sao. Con đi ô tô để nó không có sao đâu. Dạ bây giờ mình vô phòng của mình đi ạ. À. Dạ. Ai trước ạ? À? Chú muốn vô phòng rồi. Dạ. Phòng này chú con vô phòng trước ạ. À. Vậy là bác trước ha. Dạ. Bác cho con miếng đèn chứ bác. Có đèn không bác? Phòng bác hơi tối. Tối. Dạ. Bác có đèn cho con xin miếng đèn. À dạ rồi. Rồi bác ngồi ghế đi bác. Ủa ngồi giường cho bác. Dạ. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? 65 à. 65 rồi ha. Dạ. Bác họ tên gì bác? Nguyễn Văn Hoàng. Nguyễn Văn Hoàng. Dạ. Rồi nhà quê mình đâu bác? Ở dưới xã Mỹ An dưới này. Xã Mỹ An, dạ. Rồi bác có gia đình không? Tứ cố vô thân. À, dạ, không có nhà cửa rồi không có người thân, giờ dạ. Cô đơn rồi vô đây. À. Sống nhà nương tựa ở. Dạ. Bác vô đây được bao lâu rồi? À, tính này cũng cỡ 6-7 tháng rồi. Giờ sau tới sau Tết. Dạ. Ăn Tết rồi xong rồi. Rồi làm sao bác biết ở đây mà bác xin vô vậy? Có đứa cháu đi bán vé số thì bán ở trong Trường Xuân á. Có đứa cháu nó ở đó nó thấy đi bán vé số cái ngồi nói chuyện nó rồi nó mới hướng dẫn nó chỉ giới thiệu đây. À. Rồi dạ. Nó điện ra nói chuyện với bà chủ này. Dạ. Rồi có đầu qua bữa sau đi ra gặp bà chủ mới xin vô đây ở. À, vậy là chứ chú không biết. Dạ. Sự không biết luôn. Dạ, vậy bác ở 6-7 tháng thì bác thấy môi trường ở đây như thế nào? Dạ, môi trường ở đây thì nói chung sống thì cũng hòa đồng với nhau. Dạ. Chứ hơn nữa cái tuổi già ai vô đây thì cũng biết cái số phận rồi. Dạ, nghe mà thấy thương luôn á. Dạ. Dạ. Rồi nói chung là sống cũng dạ. Tốt. Dạ rồi. Dạ. Hôm nay thì chia sẻ với bác ha. Dạ. Hôm nay con thay mặt một anh nhà hảo tâm ở Mỹ. Dạ. Có phần lì xì nho nhỏ. Dạ. Cô ít làm nhiều. Dạ. Tặng cho bác ở bên Mỹ lần dạ. Dạ đúng dạ, rồi. Cảm ơn nha. Chúc bác sức khỏe. Dạ. Dạ. À, dạ cảm sẽ ơn, có thêm nhiều cảm ơn lòng hảo tâm của người ở bên Mỹ. Dạ. Hy vọng cảm ơn chú dạ. Hy vọng cũng có thêm nhiều nhà hảo tâm ghé thăm các bác. Dạ. Dạ. Thì bác nha. Dạ. Cảm ơn bác. Dạ, con chào bác ơn. Nha. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ, chào anh, chào chú. Anh có đèn không? Dạ, có đèn đó trong này. À dạ. Dạ. Anh cho em miếng đèn có được không? Dạ, nó hơi tối mà. Kèo bắt rồi lên miếng đèn em kèo. Anh lên anh ngập. À dạ. À dạ rồi. Bóng đèn nhỏ xíu vậy ta. Dạ. Chứ tại vì chi phí điện nó cũng hơi khó khăn. Dạ. Dạ. À, này chắc anh hay chú em biết nữa. Anh đi. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi anh? 42 tuổi. Ờ vậy là anh đúng rồi. À anh họ tên gì? Nguyễn Tấn Phát. Dạ. À anh quê mình đâu anh Phát? Mà ở Mỹ Đông. Mỹ Đông là cách đây bao xa anh? Cách ở đây là cũng 4-5 cây số vậy. Dạ. Rồi anh vô đây bao lâu rồi? Không nhớ, vô cũng hơi lâu rồi đó mà không có nhớ. Dạ. Tại cái não nó không được bình thường. À mà anh có bị bệnh không? Có. Dạ. Anh có gia đình không? Không, không có gia đình. Dạ. Rồi bây giờ sức khỏe như thế nào anh Phát? Sức khỏe bây giờ nó cũng hơi đỡ rồi. Dạ. Là nhà con... niệm Phật. À niệm Phật đó. Dạ. Nhà niệm Phật đó ha. Niệm Phật. Dạ. Còn ngoài ra thì thần kinh mình nó cũng có vấn đề. Đúng rồi. Lúc tỉnh lúc mê. Lúc tỉnh lúc mê. À hiểu rồi. Rồi hôm nay thì em, ủa vậy còn người nhà anh có ghé thăm anh không? Cũng lâu lâu rồi cũng điện thăm họ hỏi hoài hà. À. Không ghé. Mà ngày xưa thì làm sao anh biết chỗ này mà anh xin vô? Ngày xưa bà chị. Dạ. Bà chị ba đưa vô. À dạ. Vậy cũng vô lâu rồi ha. Vô lâu rồi mà không có nhớ là bao nhiêu lâu. Dạ rồi. Mà biết là lâu lắm rồi. Dạ. Hôm nay thì em thay mặt một anh nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Có phần quà tặng cho anh Phát nha. Dạ. Cú ích lòng nhiều. Dạ. Chúc anh Phát phục hồi sức khỏe. Dạ, dạ cảm ơn cái anh ở bên Mỹ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn dạ. Anh Phát. Dạ. Dạ, cho em gửi lời nhắn cái anh tài trợ này nè. Ảnh gia đình được nhiều sức khỏe. Con cái gì rồi sức khỏe cả nhà nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Này, anh thấy phần quà hôm nay như thế nào anh Phát? Dạ phần quà này bự cũng được ạ. À. Cũng được, dạ, bự nha. Rồi thôi chào anh Phát nha. Rồi cảm ơn anh dạ. Dạ rồi con chào ông nội. Ông nội phòng nào ông nội? Đó phòng đó. Dạ vô trong đây ngồi đi ông nội. Dạ.
mới có 73 à. Dạ 73 ha. Dạ con mới có 35 mà con kêu ông nội được không? Dạ thì ông nội lớn con có 48 tuổi à. Ủa tao 38 tuổi. Dạ. Dạ. Ở đây ông nội chắc có, con không có đèn ha. Có đèn. Dạ. Ông nội cho con xin miếng đèn cái. Dạ. Thấy mặt con già thôi chứ con cũng còn trẻ lắm. Dạ rồi. Rồi, con chào ông nội ha. Dạ. Ông nội hỏi tên gì? Nguyễn Hùng Dũng. Dạ. Ông ngoại Dũng, nội Dũng năm nay 73. 73. Dạ, quê mình đâu ông nội? Quê Sa Đéc. À, rồi từ đâu ông nội biết ở đây? Ờ, có mấy đứa nó giới thiệu đây nè, mấy đứa em á. Dạ. Vậy là ông nội là vô đây bao lâu rồi? Vô cũng 7-8 năm rồi. Dạ, trời ơi, vậy cũng lâu quá rồi. Dạ. Dạ, mà ông nội có gia đình không? Không có gia đình mới vô đây. À, dạ. Mà ngày xưa tại sao mà ông nội không lập gia đình ông nội? Hồi xưa hồi lính chán đó, mắc đi lính rồi cái kia thôi lưới ở vậy luôn. À, vậy là ông nội lính chế độ cũ. Lính chế độ cũ á. À, ông nội có một cái gương mặt với một cái giái tay là nhìn giống như là Phật lắm là ông nội. Dạ. Dạ, đây nè cô chú anh chị, thấy rất là đẹp luôn. Dạ. Dạ. Rồi ông nội ở đây thì gia đình của mình có thường xuyên ghé thăm ông nội không? Lâu lâu nó lên thăm lần. Dạ. Ở 5-6 tháng. À, là cháu đấy ha. Dạ. Em, đứa em, có đứa em đó. À, em nữa ha. Ừ. Em nội lớn chưa? Em lớn rồi, em cũng 60 rồi. Ồ, 60 rồi. Ừ. Dạ. Rồi ông nội ở đây 7-8 năm nay rồi. Dạ. Dạ, ông nội thấy môi trường ở đây như thế nào? Môi trường đây sống được. Dạ. Ở đây ông nội có nhớ nhà không? Không, lâu lâu cũng nhớ nhà mà lâu lâu mới về, đâu về hoài được. Dạ. Với lại giờ mình cũng đâu có vợ con. Dạ, dạ. Không có vợ con nữa. Cũng ít có quyến liếng hơn ha. Dạ, dạ. Ba mẹ thì chắc mất rồi ông nội. Mất ha. Lâu rồi. Dạ. Dạ, bây giờ sức khỏe ông nội như thế nào? Sức khỏe thì cũng khỏe. Trời, chúc mừng ông nội nha. Dạ. Chủ yếu là ông nội có sức khỏe là cái gì cũng được hết á. Dạ, dạ. Dạ, nhiều dạ. Khi người ta tốn tiền mà để mua sức khỏe mà. Dạ, dạ. Mình có được thì quá quý rồi ha. Dạ. Hôm nay là con sẽ thay mặt một anh nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Có một phần lì xì tặng cho ông nội. Dạ. Chúc ông nội sức khỏe năm mới trước. Dạ. Mặc dù giờ mới cuối năm thôi. Dạ. Mình giờ tặng luôn năm mới. Dạ, gửi cho ông nội. Cảm ơn chú nha. Dạ. Dạ. Rồi hy vọng là ông nội sẽ có nhiều nhà hảo tâm ghé thăm nữa nha. Dạ, dạ. Rồi chúc ông nội duy trì sức khỏe như vậy hoài. Dạ, cảm ơn chú nha. Rồi con xin phép ông nội nha. Dạ. Dạ. Vậy là hết chưa cô? Dạ còn phòng. Dạ còn phòng nữa. Dạ, còn phải gửi tặng cô nữa chứ. Dạ con nấu cơm. Rồi con chào mấy bác nha. Con cảm ơn. À, vậy là chỗ của mình nó thông với cái đường sau này luôn hả cô hả? Dạ. Dạ. Ủa đây cũng có thờ như này cô chú anh chị. Này thờ Phật. À, cái này là cửa sau hả? Dạ. Dạ này cửa trước còn cái phía bên kia là cửa sau. Ủa vậy là coi như là em đi là em đi cửa sau quá hả? Dạ đúng rồi. À, cửa này cửa trước ha. Dạ con chào bác. Dạ. Dạ. Bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 65. 65 ha. Dạ. Dạ. Bác hỏi tên gì bác? Phạm Duy Châu. Dạ. Bác Châu quê mình đâu bác Châu? Ở phường 2 thị xã Lãnh. À, rồi từ đâu bác biết nơi này mà bác xin vô? À, tự nhiên cái bệnh dưới này. À, à, là bác bao bác ở đây bao lâu rồi? Vậy cũng lâu rồi hả chị? Dạ. Dạ chú có tâm thần nhẹ giống như em bác hồi nãy. À, dạ là cũng bị dạ, bệnh nhẹ ha. Nhớ, dạ. À, dạ rồi. Dạ, vậy là bác có gia đình không? Dạ, có vợ con không? Không. À, có cha mẹ thôi ha. Có cha mẹ. Dạ. Mà cha mẹ già rồi giờ không có đi tới đây không có thăm. Cha mẹ bác còn không cô? Đã mất rồi. Dạ. Chú bị bệnh giống như còn trẻ, nhớ cha mẹ còn sống hoài. À, đâu nghe cũng thấy thương quá. Dạ. Rồi thôi thì hôm nay thì con sẽ thay mặt một anh nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Dạ. Tặng cho bác phần lì xì. Dạ. Của ít lòng nhiều. Dạ. Chúc bác sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Bác biết tờ này bao nhiêu tiền không? Dạ, này 500. Dạ, theo bác tờ này là tờ tiền lớn hay nhỏ? Dạ, tiền lớn. Tiền lớn. Dạ, dạ. Bác muốn mua gì với số tiền này? Dạ cái này để dành không biết mua cái gì nữa. Để dành đó ha. Dạ. Dạ coi như là mình thèm gì hoặc là gặp sự cố gì thì sử dụng ha. Dạ. Rồi thôi con chúc bác sức khỏe nha. Dạ. Rồi con chào bác. Dạ. Dạ. Dạ hết chưa cô? Dạ hết rồi. Rồi vậy thì thôi cũng phải gửi tặng cho cô. Thì đây là tấm lòng của anh nhà hảo tâm ở Mỹ. Dạ. Gửi tặng cho cô một phần lì xì. Rồi vì vậy về mẹ con em cảm ơn. Em à. Có thằng bé nữa rồi. Cảm à. Ơn chị. Con cô lớn chưa? Dạ hai đứa nhỏ, đứa học lớp 9, đứa học lớp 6.
Ủa trời, dạ. Ủa vậy là chị còn trẻ hả? Dạ bốn mấy à. À vậy là chị bốn mấy. À, rồi dạ. Tại sao mà chị lại có cái nguyện vọng vô đây phát tâm để giúp cho nội ngoại đây? Dạ mình chia tay với lại gia đình rồi vô đây mẹ con vô đây sống rồi giúp cô nấu ăn. À chị ở trong đây luôn hả? Dạ dạ. À vậy là con chị có cho đi học không? Dạ có. Dạ, rồi tiền đâu mà để đóng tiền học chị? Dạ mấy cô cho. Dạ, dạ. Cũng khó khăn quá mấy rồi. Mấy bà giúp. Dạ. Vậy là chị ở đây luôn. Dạ. Dạ, thôi em xin phép nhà hảo tâm tặng cho hai đứa con chị một phần nữa. Dạ. Để cho chị lo cho nó ha. Dạ, 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 cảm ơn chú nhiều. Dạ, dạ. Cũng hiểu được hoàn cảnh của dạ, chị rồi đó. Cảm ơn nhà hảo tâm rất nhiều. Dạ. Cảm ơn chú với nhà hảo tâm nhiều luôn. Dạ. Dạ. Chúc chị sức khỏe để dạ. lo cho gia đình của mình, dạ. con của mình với các cụ ở đây. Dạ. Bây giờ thì em vô gặp cô Chính ha, với dạ. cô Mười. Phan Phan dạ, em, dạ. em xem đây các con. Ủa vậy là cái đường này là đi bọc ra ngoài bên kia đó ha. À dạ rồi em hiểu rồi. Rồi chắc mốt em vô đường này. Đường này dễ quay hơn nè. Ủa cái cầu này là cầu gì chị? À cầu này hình như đang xây dựng ha. À dạ. Vậy là đi cái đường này là cổng chính nè. Dạ mình chỉ bọc cái cửa của quỹ ban. Rồi. Đánh cái cua lại là tới. Trời em hiểu rồi. Tại mỗi lần đi vô trong đây á nó chó nó sủa á. Dạ đúng rồi. Nhưng rồi rồi không có quay được nữa. Bởi vậy rồi không có quay được nữa. Rồi mốt em đi đường này vô em biết rồi. Rồi con chào cô 9, cô 10, cô 11, cô 12. Nói thiệt chứ con quên cô thứ mấy rồi cô? Cô 10. Cô 10. Dạ. Dạ. Cô 10 ăn cơm đi cô 10. Dạ chút ăn ha. Dạ rồi. Thì bữa nay cô 10 gặp con, cô 10 có hơi giật mình không? Có. Dạ, cô 10 ngồi đâu? Cô 10 ngồi đây ha. Cô 10 ngồi đây, con ngồi bên đây. Dạ. Em ngồi ghế cho đó. Mới thăm cô 10 đây mà hôm nay ghé thăm cô 10 nữa rồi. Dạ. Nói chung thì từ hôm bữa cái video hôm bữa thành ra là cũng được nhiều nhà hảo tâm yêu thương cô 10 cũng như là cô 9 đã tạo ra một cái nơi mà chăm lo cho các nòng ngoại lớn tuổi. Dạ mà không có nơi nương tựa. Thành ra ngày hôm nay thì con lại tiếp tục thay mặt nhà hảo tâm. À, một anh nhà hảo tâm ở tại Mỹ thì anh ấy không có muốn nói tên thì cũng hỗ trợ cho nội ngoại ở đây thì anh ấy có nhắn gửi với con là còn bao nhiêu thì gửi đến cho cô 9 với cô 10 hết để cho cô 9 cô 10 lo cho các nội ngoại ở đây và cũng hy vọng là sau cái video ngày hôm nay sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm để biết đến mái ấm của mình để tiếp tục hỗ trợ cho nội ngoại cũng như là cô 9 cô 10 đỡ cái phần vất vả tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền uống đồ. Dạ, cái này phải có tâm lắm mới làm được. Thì mỗi tháng đủ thứ chi tiêu hết trơn. Dạ. Thì đây thì con xin phép là tổng kết lại số tiền còn bao nhiêu nha. 2 3 4 5 5.300.000 là số tiền còn lại của anh nhà hảo tâm. Cô cũng thay mặt các cụ cảm ơn dạ. nhà hảo tâm ở Mỹ đã giúp đỡ cô. Chúng dạ. mình cũng tái lôi cực khổ tiếp cô. Cảm ơn cô. Con cũng hy vọng là sau video này ha sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm biết tới mình và ủng hộ cho các nội ngoại trong khoảng thời gian mà xuân sắp tới. Nếu mà có duyên, nếu nhà hảo tâm nào gửi con sẽ quay trở lại sau. Con cảm ơn cô Mười, chúc cô Mười giữ gìn sức khỏe. Cô cũng thay mặt các cụ cảm ơn chú Bình nhiều lắm nha. Dạ con cảm ơn. Dạ rồi con uống miếng nước. Dạ tại nói nãy giờ cũng hơi khát nước. Dạ uống xong rồi thôi con cũng xin phép con đi. Dạ. Ăn cái bánh lên chú Bình. Dạ được rồi, dạ được rồi, tại vì con đang đau cổ họng. Dạ, cảm ơn cô Mười. Rồi, hẹn gặp lại cô Mười sau nha. Chúc mình về khỏe nha. Dạ, chúc cô Mười sức khỏe. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Một lần nữa thì coi như là em xin kết thúc video tại đây nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, con xin phép chào cô Mười. Rồi, con chào các nội ngoại nha. Mốt ghé thăm nội ngoại sau. Dạ. Đó, cô chú anh chị thấy thì ngày hôm nay là nội ngoại nhận được phần quà của anh nhà hảo tâm là rất là vui luôn. Với một cái phần quà rất là có giá trị. Tại vì nội ngoại ở đây ít có thăm. Thêm cái nữa là ở đây thì cô chú anh chị thấy thì đâu đó khoảng em nghĩ chắc khoảng đâu đó khoảng trên dưới 10 nội ngoại còn lại thôi. Đó, thì coi như là ít thì số lượng phần quà, số lượng phần tiền nhiều thì nội ngoại sẽ được nhận nhiều hơn. Và nhất là cảm ơn anh nhà hảo tâm nhiều lắm. Anh không nói tên. Dạ, tại vì cô chú anh chị biết là việc làm thiện nguyện á, chỉ cần mà nhà hảo tâm mà xem vui là em vui rồi. Dạ, nhưng mà nhiều khi phải có những nhà hảo tâm thì mình phải nói tên để cho nhà hảo tâm biết về cái phần quà của mình. Dạ, thì cảm ơn
cô chú anh chị rất là nhiều. Cảm ơn anh nhà Hảo Tâm đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Chào tạm biệt và hẹn lại cô chú anh chị vào video tiếp theo nha. À, cô chú anh chị thấy ở đây một cái đường bờ sông như thế này. Rồi, chào tạm biệt cô chú và anh chị ạ. À.